Chào mừng các bạn đã đến kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu câu chuyện Võ Sĩ Giấy được nằm trong cuốn truyện của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu câu chuyện Robot bằng giấy được nằm trong cuốn truyện của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn câu chuyện Đuổi Khéo được nằm trong cuốn truyện của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện.